Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn hold một cái động cơ có tên là Bin, có thể giúp cho các bạn x2, x3 tài khoản và có thể làm chia đôi tài khoản của tất cả các bạn nha bạn. Vào thị trường holdcoin này thì các bạn phải chịu chấp nhận rủi ro trước khi vào thị trường holdcoin này các bạn. Thì mình cũng check qua website này các bạn. Thì hiện tại token Bin này đã list trên CoinMarketCap với giá là 0.035 đô cho một token này các bạn. Và list rất là nhiều sàn luôn các bạn. List sàn Bankes Swap V2, LBank, Bankes, sàn Hu và sàn ZT các bạn. Thì hiện tại mình thấy tổng cung của con này nó cũng mới vừa nó có chương trình đốt coi hết các bạn. Nó còn có tổng cung, nó còn có 96 tỷ các bạn. Tỷ pin. 96 triệu pin nữa các bạn. Thì tổng cung của này cũng rất là thấp. Thì hiện tại này mình cũng thấy nó làm ở trên trên Twitter, nó thì làm bên dự án game các bạn. Thì mình hy vọng nó tiềm năng như con tập cận son các bạn. Thì để hold được cái con này thì các bạn cần copy con chắc dưới phần link mô tả dưới video của mình các bạn. Sau đó các bạn mở trình duyệt trước wallet mình ra nè. Các bạn dọn vào để app. Thì mình cũng không có định làm giới thiệu cho các bạn không coi nữa. Có nhiều bạn yêu cầu mình kêu mình giới thiệu để mình làm các bạn. Chứ thật ra thì mình hold ngon mình nè. Rồi các bạn dán vào. Bạn dán con chắc nó vào các bạn, chứ phải link mô tả dưới video mình. Rồi sau đó các bạn bấm vào up luôn các bạn chấp nhận điều khoản nè. Rồi thì các bạn chuyển lại pin pin nè. Thì các bạn muốn hold bao nhiêu thì các bạn hold các bạn. 0.05 mình sẽ sâu hold ha, 20 đô, 30 đô chứ thôi các bạn. Rồi mình sẽ nhận được 702 tốc cần. Thì các bạn gì bấm swap thôi các bạn. Vì mình hold ở trên mình hold trên dưới MetaMask các bạn để kiếm may góp các bạn. Thì bạn nào không có dưới MetaMask thì có thể hold trên dưới chút wallet nha bạn. Thì mình sẽ hold trên dưới MetaMask. Rồi bạn bấm vào một quán đổi nữa các bạn. Sau đó thì cái dòng trên đây thì các bạn chọn BNB nữa các bạn. Cái dòng trên đây thì các bạn chọn dán con chắc của nó vào nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào nhập chữ pin nè, chữ nhập nè. Rồi các bạn nhập nè, nhập nè. Rồi các bạn bấm tiếp tục nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chọn phí ra 2% thôi nha các bạn. Rồi ở đây thì số lượng các bạn muốn hold bao nhiêu pin thì các bạn hold các bạn. Mình sẽ hold khoảng 25 đô các bạn. 24 đô mấy. Rồi các bạn chỉ việc bấm vào xem xét giao dịch thôi các bạn, swap thôi các bạn. Thì trên Bankes swap thì các bạn bấm swap là được nha các bạn. Không có đánh giá hay thử điều kiện dữ động từ lại. Để mình tăng phí trượt lên các bạn. Rồi. Rồi quán đổi. Được rồi, được rồi. Thì trên dưới MetaMask này phí ra cũng hơi, chắc hơi cao quá ta. Nào quên check thử phí ra nó cao không. Ok, như vậy mình đã swap xong rồi. Các bạn vào trang BC scan bạn xem nha bạn. Ok, mình đã swap thành công rồi đó các bạn. Rồi, các bạn việc copy con sắt của nó, các bạn dán vào dưới chocolate của tất các bạn thôi các bạn. Hồi nãy 0.05702 thì 680 mấy cả. Lỗ mới đây bày giá cao lên nữa các bạn. Rồi mất kim tự động tiền mà quá. Copy con sắt của nó nè. Bạn dán vào đây nè. Tên tôi cần Binimon ký hiệu Win. Lưu ý các bạn, sau này các bạn lưu mà nó hơi bay giá cao của khoảng x2 x3 tài khoản thì các bạn xả ra liền nha các bạn. Hoặc đôi lúc chào trước khi mình đăng cái video này lên, nó giá mà nó bay cao quá thì các bạn có thể bỏ qua video này nha các bạn. Chưa thập phần là 18. Rồi bạn bấm làm xong các bạn. 682, hồi nãy là 702, mắc 10 mấy tôi cần. Giá nó bay lên.
Ok, như vậy là mình được 23 đô mấy này, như 24 đô, tại vì khi mình swap mình mắc đâu gần cả 1 đô các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn hầu một tô cần pin, tới đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.